Rồi, 9 giờ rưỡi rồi. Good morning cô Hannah, cô nghe được con không? Dạ nghe rõ, rất rõ, rất rõ. Xin chào. Rồi, ok. Rồi, hôm nay thứ hai mình được mời cô Hannah lại trở lại với chúng ta. Mục đích là giúp chúng ta hiểu thêm về những sự độc đáo của công ty của mình cũng như dòng sản phẩm. Tại vì nếu như mà có một người đặt một câu hỏi rằng là mình đại diện một thương hiệu, một công ty lớn như vậy thì cái điểm gọi là đặt son những cái gì gọi là khác của sản phẩm New Skin so với sản phẩm bên ngoài thì mình phải biết câu trả lời đó. Cho nên vấn đề về kiến thức về sản phẩm khi mình đã chọn kinh doanh, nếu như các anh chị vào đây để mà mình học hỏi thì mình đã chọn cái kinh doanh gọi là New Skin, thì khi mình chọn kinh doanh New Skin thì mình cũng trở thành một người chuyên nghiệp. Ít nhất ra mình không cần phải biết sâu về vấn đề khoa học đằng sau lưng, nhưng mà phải biết những đặc điểm, cái sự khác biệt của dòng sản phẩm mình so với những dòng sản phẩm khác. Bởi vì người ta nói tại sao sản phẩm mình giá như vậy mà những sản phẩm khác là giá khác, ví dụ như vậy, thì mình phải có biết thật sự so sánh và cái sự đặc biệt của mình và dòng sản phẩm mình khác cái gì khi mình giới thiệu cho một người khách hàng cũng như vậy. Cho nên hôm nay mình đặc biệt mời cô Hannah tới trở lại cái Zoom với lại chúng ta để cho chúng ta biết thêm về những cái gì mà đặc biệt đối với ở một góc độ coi như là một người khoa học gia. Nhưng mà hôm nay mình không nói về sức khỏe, tuy rằng là cô, nhưng mà cô được được một sự trải nghiệm cũng khá lâu dài với dòng sản phẩm đặc biệt này, và cô gọi là mình có thấy là trước đây một thời gian là 6 7 năm là đã biết rằng là cô có sự chứng minh rõ ràng trên cơ thể của mình về vấn đề cái skin care. Cho nên là hôm nay từ cái góc độ một người khoa học gia và một người trải nghiệm sản phẩm mà bao nhiêu năm nay sẽ cho chúng ta thấy được cái sự khác biệt của dòng sản phẩm của mình cũng như người ngoài. Mời cô có lời chào với lại mọi người trên Zoom ngày hôm nay. Vâng, xin good morning, xin chào buổi sáng tất cả các bạn có mặt sáng hôm nay. Một lần nữa rất vinh dự để được phục vụ nhóm GIVE chúng ta về phần có kiến thức thêm về sản phẩm để mình có thể chuyên nghiệp hơn khi mình ra ngoài chiến trường các bạn nhé. Thì hôm nay đó là cô chú trọng về nói về cái sự khác biệt giữa sản phẩm của mình với cái thế giới bên ngoài nha. Thì cái khác biệt lẽ dĩ nhiên rất là significant, rất là rõ rệt quý vị, là cái khoa học của sản phẩm, dù là bên trong như là từ trước giờ cô chỉ nói về Pharmanex nhưng mà cũng đủ bệnh rồi, thành ra không không có nghĩa là cô không nghiên cứu và không khảo cứu và không tìm hiểu những cái da mặt, những cái gì bên ngoài đâu quý vị. Bên ngoài là New Skin có gì là cô có hết, không thiếu một cái gì, từ xà bông gội đầu cho tới everything bên ngoài là 100% New Skin. Thành ra bên ngoài và bên trong 100% New Skin, cái gì New Skin có là mà cô phải sử dụng hàng ngày là của New Skin hết, chỉ khi nào New Skin không có thì cô mới đi ra bên ngoài thôi. Mà thực sự bây giờ trên cơ thể cô là 100% New Skin, chỉ có nước rửa chén New Skin chưa có, phải chịu chịu bó tay mới phải đi mua organic bên ngoài. Thì nói đại khái là như vậy. Tại sao cô mê New Skin tới như vậy? Cái khoa học của New Skin, khoa học New Skin đã đem được, đã recruit được cô vào trong cái này. Thì khoa học gì quý vị? Khoa học ageLOC nhá. Thì bây giờ đó, thì hôm qua thì Vinh muốn cô nói về năm sản phẩm, thì cô lựa ra ba cái năm sản phẩm, mà tất cả sản phẩm bên ngoài da cũng vậy, tất cả cô đều thích, kể cả những cái sản phẩm không có ageLOC cô cũng rất là mê. Nhưng mà cô lựa ra năm cái mà cô có thể nói mà con người ta ai cũng cần phải có. Và cái lẽ nhiên các bạn biết là cái thứ nhất mà cô muốn nói ở đây á là cái Lumi Spa, là cái hiện giờ cực kỳ hot trên thị trường trên toàn thế giới. Thì bây giờ nếu mà quý vị mà cứ chú tâm vào cái Lumi Spa không, đó là quý vị make money. Là tại vì sao? Tại vì nó cái sự bây giờ cô tập trung vào cái đặc điểm khác biệt của nó là trên thị trường ngoài kia. Cô cầm lên cái máy luôn để bạn nào mới trong này thì biết cô nói về cái gì. Trên thị trường ngoài kia chưa có một cái dụng cụ rửa mặt nào mà có hai khoa học cùng một lúc quý vị nha. Khoa học gì? Cái máy này á là khoa học dựa vào cái sự di chuyển của tế bào của mình. Còn cái anh này á, cái sản phẩm mà cái kem đi chung với cái máy là khoa học ageLOC, là khoa học biểu hiện gen nha. Thì đây là khoa học dựa vào cái khoa học sự cellular movement, tức là sự di chuyển của tế bào. Các bạn nên biết rằng cái da mình á, mình nhìn mình thấy đứng yên tại chỗ nhưng mà nó không có đứng yên. Tại vì ngay trong tế bào của da, Dr. Joe Chang nói một câu này lần đầu tiên cô nghe mà cô cũng giật mình. Mình là khoa học xét nghiệm, mình chỉ biết về máu thôi. Nhưng mà mình không ngờ là cái da của mình, Dr. Joe Chang nói rằng cái da của mình và ngay cả thành phần, những cái thành phần nhỏ trong cái tế bào của da nó cũng di động suốt ngày, 24 tiếng đồng hồ mà mình không biết thôi. Nhưng mà cái khổ của cái mặt mình á, là cơ thể của mình đau nhức hay là mình mỏi mệt, mình cho cơ thể mình relax bằng cách là mình đi massage. Cái mặt mình không bao giờ được massage, thành ra cái da mặt của mình, và vì mình không có massage thường xuyên, thành ra mình mới chịu trận là như vậy, là vì mình mới bị già sớm.
và này kia kia nọ. Thì đó là lý do mà cái công nghệ, cái khoa học của cái máy LumiSpa cực kỳ khác biệt với toàn thể những cái khoa học rửa mặt khác ở trên thế giới là ở chỗ nào quý vị. Đây là khoa học dựa vào cái di chuyển tế bào, và cái di chuyển tế bào đó, cái tiếng Anh nó gọi là micro-oscillation, tức là cái sự vi vi chuyển vi vi di động mà cực cực kỳ siêu vi. Và cái đầu bên trong và bên ngoài, quý vị thấy khi mà mỗi lần mà quý vị bật bật lên á, nó di chuyển thì nó di chuyển chiều này, rồi nó di chuyển chiều này, rồi nó còn phô xí trình nữa, tức là còn như thế này. Thành ra khi mỗi lần mình dùng đó, cái mặt mình được được hỗ trợ hai thứ là mình được massage và mình được siêu sạch cùng một lúc, tại vì cái di chuyển cái tác động mà ngược chiều và phô xí trình đi ra đi vô như thế này cùng một lúc quý vị. Thì cái đó là cái khoa học của cái máy micro máy này ha, và cái đó là sự khác biệt nha quý vị. Và vì cái và có cả cái new skin mà mình là khoa học gia về xét nghiệm, mà cái gì mình phải thấy mình mới tin, thì mình thấy luôn cả những cái khoa học xét nghiệm lâm sàng của new skin luôn, là cái tế bào da con người thật đã được từ của những người phụ nữ 100 người mà từ 25 tuổi cho tới 65 tuổi đã được đặt lên cái thạch đó, thạch collagen, và được cấy trong vòng 12 tuần, và đã trên minh chứng rằng đó, với cái nếu mình dùng cái này mỗi một ngày 2 lần và mỗi một lần 2 phút, thì là cái da mặt mình được, cái tế bào của cái da mặt mình được được tập thể dục, và do đó nó tự nhiên nó cho ra 4 cái thành phần protein mà rất cực kỳ quan trọng, gọi là collagen 1 và TGF beta và decorin và bioglycan. Mình nói hơi hơi có cái thành phần vô một tí, thì 4 cái chất protein đó quý vị cứ nhớ tổng tổng quát là như vậy. Nó là thành phần của da, và nếu mà sau khi dùng cái này một thời gian 12 tuần đã được chứng minh là nó tái tạo được, nó giúp cho cái da mình tái tạo được 4 cái chất chất đạm đó, thì lẽ dĩ nhiên mình phải da mình phải có 7 cái benefit mà mình thấy ha, là hai chức năng và 7 cái benefit. Thì hai chức năng đó là gì quý vị? Thì hai chức năng đó của cái sự sử dụng cái này và với cái kem của cái Ace Lock này và sự sử dụng của khoa học và chuyển động của tế bào này, mà mình được có hai cái chức năng là mỗi một lần mình dùng cái này là mình được treatment, tức là chỉ có trị liệu, không những siêu sạch thôi mà còn chức năng thứ hai là trị liệu. Và cái trị liệu đó là skin renewal, tức là nó làm cho làn da mình được mới ra mỗi ngày khi mình dùng với cái thời gian nhá. Và cái đó là cái mình nói. Và ngoài ra đó quý vị, cái đầu này ấy, mình có 3 cái đầu khác nhau, và với cái 3 đầu khác nhau nó cho 5 loại da: da khô, da nhờn, da hỗn hợp, da nhạy cảm và da mụn quý vị. Có cái máy rửa mặt nào ngoài kia mà tuyệt vời như vậy không? Mà còn tuyệt vời hơn nữa là cái khoa học của cái này là silicon. Và cái silicon này nó được embedded, tức là nó có embed được với silver, tức là nó có cái chất silver trong này, và do đó nó một cách tự nhiên nó sát trùng, mỗi lần mình dùng xong á là nó sạch sẽ và nó rất là vệ sinh cho cái da mặt mình, chứ không những như cái bàn chải hay là những dụng cụ khác thì cái vi trùng nó sẽ bị ở trong. Thì cái đó là sự khác biệt mà mình phải phải cần chú ý, mà mình rất là quý nhá. Rồi ngoài ra đó, thì hồi nãy là cô nói là hai chức năng đó là trị liệu, là làm cho da mới ra và tạo ra da da mới là nhờ 4 cái protein ha, rồi đồng thời là siêu sạch. Nhưng mà bây giờ nói về 7 cái benefit của cái này, 7 cái ích lợi mà mình dùng cái sản phẩm này đó quý vị, làm cho da smooth, tức là trơn hơn, và soft là mềm hơn, và siêu sạch là 3 ha, và texturize tức là nó làm cho da anh mà có sần sùi anh dùng một thời gian thì nó tự nhiên nó mịn ra nha, và nó làm cho cái Lumi Spa là luminous mà, hiểu không? Thì nó làm cho da mình càng ngày càng trắng ra, tức là giảm cho đồi mồi, giảm cho nám tàn nhang quý vị nha. Và ngoài ra nó còn làm cho cái da mình săn chắc lên, được minh chứng đàng hoàng bằng thí nghiệm lâm sàng. Và ngoài ra nó tăng cái độ ẩm của da khi mà mình dùng xong một thời gian. Ok, và nói như vậy có nghĩa là gì quý vị? Cái sản phẩm này đó nó độc đáo ở cái chỗ là nhờ hai cái khoa học này cộng lại. Cái slot này là nó có năm cái hoa hoa loại hoa khác nhau ở trong đó, tức là natural mà minh chứng của slot. Thành ra có nghĩa là slot có nghĩa là khóa lại tuổi cho mình. Thì do đó không có một cái dụng cụ khoa học, dụng cụ rửa mặt nào ngoài kia mà nó khoa học science based, tức là khoa học về sự di chuyển của tế bào và khoa học của AgeLOC quý vị nhá. Thì đó là những kiến thức căn bản về cái LumiSpa. Nhưng mà ngoài ra đó, đi chung với cái LumiSpa đó quý vị, là mình còn có cái đầu á, cái accent á quý vị, cái đầu này nè nhá, và dùng với cái kem. Và nếu mình dùng mỗi ngày thì mỗi một lần thì như là có người ta nói là công ty nói là có 30 giây, nhưng mà cô không bao giờ 30 giây, cô tham lam nó cô làm luôn một 2 phút thì nó mình dùng mỗi ngày thì nó minh chứng rằng thì là nó làm mất cái bọng mắt,
và nó làm cái quần quần thâm cũng được mất đi và chân chim cũng được mất đi quý vị. Thành ra đó là cái khoa học của cái dụng cụ của cái accent của cái Lumi Spa. Thì cái đó là cái thứ nhất đó Vinh. Khoan coi, bây giờ nói mà giờ, đây là lý do tại sao mà con hôm nay được host với cô, là tại vì thứ nhất là người nam không có chuyên về vấn đề sản phẩm skin care, cho nên là để một người không biết host với cô đó, là để coi con nghe con hiểu được không. Tức là bây giờ giống như cô nói đó, là cái máy Lumi Spa thì đây là những cái gì con hiểu sơ này, tại vì chắc chắn là có thâu lại và tất cả mọi người sẽ nghe lại cái kho này, chính bản thân con cũng sẽ dạy. Nhưng mà mình hiểu nôm na rằng là cái máy Lumi Spa là nó có hai công dụng, trong khi đó oscillation mà nó làm cho giống như là mình exercise cái da mặt của mình, tại vì cái mặt của da mặt hoặc là cái những cơ bắp hoặc là những tế bào trong cái mặt của mình thì làm sao mình exercise, ví dụ như tay chân mình còn đi tập thể dục nó săn chắc được, còn cái mặt mình thì không, thì dùng cái máy này thì có thể là nó coi như là một cách nào đó mình gọi là exercise cái tế bào hoặc là những cái cơ bắp trong cái mặt của mình, của da, để rồi bắt đầu là nó săn chắc lại, đúng không? Rồi ngoài cái đó ra đó, thì khi trong cái quá trình mà cái máy nó chạy như vậy đó, thì tự động cái da của mình tiết ra bốn cái chất mà hồi xưa giờ mình có thể là không có tiết ra, tức là một trong những cái mà phụ nữ bây giờ bỏ rất nhiều tiền vào để mua bên ngoài, tức là cái collagen để làm cho da mặt của mình nó tươi sáng hơn. Thì bây giờ trong cái máy này nó tự động làm cái da của mình tự tiết ra cái chất đó, để rồi cái da mặt mình, đó là lý do tại sao mình càng xài thì da mặt của mình vừa săn chắc và vừa sáng ra, bởi vì cái công dụng của cái máy này. Đúng không? Chất đạm. Vâng, cô xin nói một tí là cái bốn cái chất đạm mà tiết ra nhờ cái sự exercise của cái máy này nó tạo trên da của mình mỗi ngày, nó đã có sẵn ở trong da mình nó tự động tiết ra khi mình còn trẻ, nhưng mà khi mình già đi đó thì cái bốn cái chất đó nó tự động nó giảm dần đi. Nhưng mà nhờ cái này đó thì mình exercise thì mình trẻ lâu, đúng không? Thì cái da mặt của mình cũng vậy, nhờ cái này nó giúp cho cái da mặt mình, cái tế bào của da để exercise, và do đó nó được tái tạo lại bốn cái chất đạm mà da mình có, là thành phần của da mặt của mình. Và cái bốn cái chất đạm nó, mà chất đạm mà thành ra nó giữ cho cái da mình căng ra, là da mình cần là như vậy, và nó giữ cho cái độ mật ẩm của trong da mình nó stay longer, tức là nó lâu hơn, và do đó mình không có bị nhăn nhúm, cái sự nhăn nhúm và cái sự già nua nó chậm lại nhá. Dạ, cảm ơn cô. Con thấy là có một số anh chị cũng viết nốt xuống, nhưng mà nếu anh chị nào viết không kịp thì đây là lý do tại sao mà mình thâu cái này lại, và mục đích là mình muốn là cho các anh chị cũng như là cho tất cả đội ngũ ghi mình có một kiến thức, tuy rằng mình không phải khoa học gia nhưng mình hiểu những căn bản, để rồi khi mình ra mình giới thiệu là đây là những sự độc đáo mà bên ngoài người ta không có, đúng không? Ngay cả một cái máy mà hiện bây giờ chưa có cái máy rửa mặt nào có thể xoay hai chiều cùng một lúc, để rồi vừa làm sạch và vừa exercise cho cái làn da của mình, đúng không? Cộng thêm là những cái gel, là mình có những công nghệ A-Slot, là một cái công nghệ mà mình công ty hoàn toàn có, và cho năm loại da khác nhau nha các anh chị. Vừa cái đầu cũng có là những cái loại khác da cho loại da khác, và cái cleansing là cái kem cũng mình có năm loại cho loại da khác nhau, cho nên đây là cái sự độc đáo mà ở bên ngoài thì người ta chỉ có một loại đó. Thì các anh chị nghe lại để biết. Rồi bây giờ mình mời cô qua cái sản phẩm thứ hai. Là bây giờ mình nói lần là mình khoe tất cả những cái loại skin care product mà cô, thì đương nhiên hồi xưa các anh chị bây giờ chỉ nghe cô Hana là mê về vấn đề dược thảo, về vấn đề Pharmanex, nhưng hôm nay mình khoe luôn cô Hana về những gì cô trải nghiệm skin care ha. Ok, rồi, đầy đủ hết, không thiếu gì. Ok, thì nhà cô là có bốn cái máy cũ nha. Thì tại vì cô vừa được mua, cô mua hai cái rồi hai cái được gift của công ty nó cho, nhưng mà nó nằm xó rồi, cô dùng này. Ok quý vị, là lý do là tại vì công nghệ mới là mình cứ sử dụng thôi. Đó, thì rất là mê. Thì các bạn biết rồi ha. Rồi, thì bây giờ cái facial ở bên Mỹ mình có cái này nó gọi là facial spa, thì bên các nước khác thì là galvanic spa. Thì bây giờ cô nói về cái sơ sơ hai cái đó với cái khoa học nó hơi khác một tí. Thì cái này là microcurrent, tức là nó gọi là cái công nghệ vi dòng, tức là vi là siêu vi, nó nhỏ cực nhỏ và dòng điện cực nhỏ. Đúng không? Còn cái bên kia là dòng điện galvanic có thế thôi, nhưng với cái sản phẩm đi chung với cái máy nó cho ra cùng một cái tác dụng như nhau, là nó làm cho da mình xóa vết nhăn và nó làm cho da mình càng ngày càng săn chắc hơn. Thì hai cái máy galvanic và facial spa nó là như vậy. Thì bây giờ nếu mà cô nói về cái facial spa đó quý vị, thì cái sự khác biệt nổi bật của cái này là gì? Đây là một cái công nghệ được FDA approve, nằm ở ngay trong nhà mình, nằm ở ngay bàn tay của mình, và mình dùng bất cứ lúc nào mình có thể di chuyển được, cái nằm trong ví mình được luôn. Thì cái là độc nhất vô nhị, FDA approve ha. Và cái thứ hai nó là công nghệ H-Lock, và nó là microcurrent. Thì quý vị nên nhớ rằng cái này nó gọi, nó là dòng điện siêu vi dòng á,
là dòng điện cực cực kỳ siêu vi nhỏ, nó còn nhưng mà nó yếu hơn cả cái điện thoại của mình nữa, cho nên mình có thể dùng cả đời mà không có sợ hư hỏng. Cái sóng nó không có hại mình như là cái sóng của cái điện thoại. Thì quý vị nhớ điều đó. Và cái tác dụng của nó đó là nó kích thích và nó cải thiện tổng thể của cái làn da của mình, và nó có ngoại ngoại trừ nó làm nâng và nó bỏ cái vết nhăn đi nha quý vị. Thì cái siêu vi dòng của nó đó là khi mình dùng ở bên Mỹ đó, mình dùng với cái kem thật lớn đó, nó hơi khác đi. Ồ, để đâu ở đây, thì mình dùng với cái gel này quý vị. Thì bên Mỹ mình dùng cái gel này, cái gel này có chỉ có tác dụng là nó dẫn điện và nó làm lubricating cái da của mình. Và cái công dụng của nó là khi mà dòng điện của microcurrent đó, tức là cái dòng mà siêu vi điện á, mà cái dòng điện đó nó vô mặt mình á, thì nó đẩy hết, và cái công dụng của nó đó là nó mở hết cái lỗ chân lông của mình ra, và nó đẩy, và trong khi mà mình di chuyển với cái tác dụng mà mình cần phải có đó, thì nó kéo ra hết những cái chất bẩn theo cái gel này, nó đi ra và nó nằm trên mặt của mình. Và do đó sau khi mình chạy xong mà 2 lần mà 10 phút á, tại vì lần đầu á là dòng điện khác, và lần sau á, số số 4 với số 3 dòng điện khác nhau, cái công dụng của nó là âm dương khác nhau. Và do đó khi mình xong cái 10 phút của mình á, thì là tất cả những chất bẩn đã được sạch và cái lỗ chân lông mình mở ra, để chi, để mình tiếp đón cái, để mình tiếp đón cái rejuvenating mask này quý vị ha. Thì cái rejuvenating mask này đó, công dụng của nó là thức ăn cho da của mình, và nó được đi vô để nó tạo ra cái sự, cái công dụng của nó là tạo ra sự trẻ trung và giảm đi cái sự xuất hiện của sự lão hóa. Và với cái công thức mà độc đáo độc quyền của công ty ha, và cái thứ nhất, và trong đó đồng thời nó có vitamin E, là vitamin E đó, là nó là rất cực kỳ powerful antioxidant, tức là cái chất chống oxy hóa cực mạnh để bảo vệ cái da mình từ cái sự phá hoại của môi trường. Và đồng thời nó có sandalwood nữa, thì sandalwood nó có tác dụng là nó làm cho tươi mát và nó làm cho cái giữ cái độ mật ẩm của da mình tốt hơn. Và mình có thể dùng cái này bất cứ lúc nào, không phải là chỉ, nhưng mà mình dùng sau cái máy, nhưng mà bất cứ lúc nào trong ngày mình có thể dùng được trên mặt và trên cổ nữa quý vị ha. Thì cái đó là tác dụng của cái kem này mà đi chung với cái facial spa. Còn cái gạo Vanix Spa ở bên Canada đó quý vị, thì nó hơi khác một tí á, là cái dòng điện gạo Vanix nó đã ra đời từ lâu rồi, nhưng mà công ty mình nhập được và làm lại trong cái dụng cụ nhỏ này. Và ngày xưa những người tài tử đó, người ta đi vô cái gạo Vanix, nó đi vô trong những cái spa lớn và làm bằng cái gạo Vanix, họ phải dùng gạo Vanix trong những cái spa đó đó, họ tốn nhiều trăm lần mỗi lần mỗi mỗi lần họ đi vô. Nhưng mà may làm sao New Skin đã tìm được cái khoa học đó và cho vô cái máy này để mình có thể sử dụng tại nhà với cái giá cực kỳ rẻ, giá thành cực kỳ rẻ như quý vị. Và công dụng của cái gạo Vanix Spa này nó cũng vậy, nó là cái massage, mỗi lần mình làm nó massage cho cái mặt mình, và do đó nó tập thể dục cho cái mặt mình ha. Và nó đi chung với 2 cái gel, tại mình không phải có ở đây, thành ra mình không có hai, có 2 cái gel nhưng mà không có đem ra ha. Cái pre-treatment thì nó có 2 step, cái pre-treatment gel màu trắng và cái treatment gel màu màu blue. Thì cái pre-treatment gel á, nó là cái điện âm, và nó đi vô khi mà mình dùng cái gạo Vanix Spa, nó đi vô sâu sâu thật sâu trong mặt của mình, và nó nối cái gel của cái màu trắng á, nó bám vô hết tất cả, nó kéo bám vô những chất bẩn rồi sâu dưới da mặt mình, và nó đem ra để trên đó, trên mặt của mình. Và khi mình bật lên số 3, mình dùng cái gel màu xanh là treatment step á, thì cái gel màu xanh nó là điện dương, thành ra nó mới vô, nó mới hút hết tất cả những cái treo mà điện âm hồi nãy, mà nó có bám chất bẩn trong đó. Thành ra do đó sau khi pre-treatment với cái điện màu, với cái treo màu trắng, và treatment với cái treo màu xanh á, là điện ok là điện dương á, tức là bước đầu là điện âm, mình xin lỗi, nó vô hết, nó lôi hết, nó điện âm với âm không á, nó đẩy hết tất, nó bám hết tất cả những chất bẩn và nó đẩy nhau và nằm trên da mặt mình, cho đến khi mình treatment với cái treo màu xanh á, thì nó là điện dương. Và nó điện dương thì nó gặp cái chất bẩn mà có cái gel bẩn nó neo cái tiếp á, thì nó lôi ra, có vậy thôi. Thì cái công dụng của nó là như vậy, cái chức năng nó là như vậy. Và do đó khi mà nó lôi ra hết, nhưng mà đồng thời trong cái gel màu xanh của bên Canada đó, của bên cái gạo Vanix á, nó có cái dinh dưỡng trong đó, thành ra mình không cần dùng cái rejuvenating mask này quý vị nhá. Thì sau khi mình làm xong cái treatment á, là mình xong của cái gạo Vanix nha quý vị. Nhưng mà cái máy gạo Vanix của bên Canada nó có thêm một cái có cái đầu để mà dùng với, để cho cái những người nào mà cần mọc tóc đó, thì dùng thêm với cái bộ Nitro, thì nó khác nhau ở cái chỗ đó, mà bên facial spa của bên Mỹ không có nha quý vị.
Thì cô nói tới đây về cái máy cháu hiểu chưa, thì bằng sau đó là cô nói về cái kiếp Nhưng mà sau. bây giờ con muốn hiểu thêm về vấn đề là bây giờ nếu như vậy mình nói rằng cái máy của mình là một cái máy để nâng cơ, thì nếu như Đúng một cái máy nâng cơ như vậy á, là dùng cái microcurrent đó để mà nó tác động vào những lỗ chân lông của mình để nó nâng cơ lên, nhưng mà như vậy á, là do cái gel nó làm cho cái cơ mình nâng, hay do cái máy nó làm mình cái cơ nâng cái cơ mình lên, hay là cả hai đều phải có thì nó mới có kết quả? cả hai đều phải có. Ở bên Mỹ mình đó là mình phải dùng cái máy này và mình dùng cái gel này nhá. Còn cái bên bên Canada, những cái bên bên các nước nào mà cái máy gọi là Galvanic Spa đó, thì cái hoa gel á, là nó prep cho cái da của mình. Nhưng mà cái blue gel đó, cái treatment, tại vì first step là pre-treatment, tức là pre-treatment là tiền trị liệu, đúng rồi. Còn cái second step á, là trị liệu. Cái Galvanic thì là cái second step á, nó lôi hết chất bẩn ra, và đồng thời nó có cái dinh dưỡng để vô cái da mình luôn, và công dụng của nó là nâng cơ và làm xóa vết nhăn hả. Thì cô nói vậy cháu hiểu không? Còn nhưng mà bên bên Mỹ mình á, bên Mỹ mình cái này không có dinh dưỡng, cái anh này không có chất dinh dưỡng trong đó, không có cái chất mà để cho nâng cơ và erase vết nhăn, nhưng mà cái này có, thành ra do đó phải đi theo với cái bộ này. Không, cái này nó chỉ là pre-treatment thôi, còn cái này mới là treatment, tiền trị liệu. Rồi cô nói cháu hiểu chưa? Dạ rồi. Ok, vì cô có nhiều người gọi vô hỏi và họ họ tùm lum, hơi có nhiều người họ sử dụng, họ bên Mỹ mình thì facial bar, họ dùng cái này là họ xong họ đi, nhưng mà thật sự là chưa xong. Cái này chỉ là pre-treatment, nó làm cho cái da mình nó prep cho cái da mình mở rộng ra và làm sạch cho cái da mình cực kỳ siêu sạch để mà đón nhận cái sản phẩm này cho các bạn nào mà facial spa ở bên Mỹ mình nha. Là có sự khác biệt của thị trường, thì bây giờ thì chỉ có thị trường Mỹ là có cái máy mới này thôi, còn tất cả mọi thị trường khác Việt Nam hay là châu Âu hoặc là Canada đều phải dùng cái máy gọi là Galvanic Spa và có hai loại gel, Đúng rồi. như là như vậy vẫn là trắng là xanh thì như cô đã giải thích khác nhau rồi. Ok rồi, thì ngoài cái đó ra thì mình còn cái gì gọi là nhẹ nhàng hơn hai cái máy đó không? Rồi mà cháu sợ nó hả? Ok, thì một cái luôn luôn, các bạn mà đã có cái máy facial spa hay là Galvanic trong trong nhà, với lại Galvanic spa trong nhà, các bạn đừng có quên dùng cái này, cái power mask này nhá. Tại vì cái power mask này cô đọc là cô cũng mê luôn. Ok, tại vì đây là công dụng của cái power mask này, đừng coi thường nó nhá. Là tại vì nó có hai cái chất mà cô rất là impress, là trong đó là hai hyaluronic acid, và cái thứ hai đó là cái chất nó gọi là trehalose. Thì là lẽ nhiên nó có nhiều chất khác, nhưng mà hai cái thành phần chính là như vậy. Thì khi mà cô đọc á, cô cũng khá ngạc khi cô đọc hyaluronic acid là cô đã biết trong quá khứ rồi, tại vì cô có kiến thức về hóa học thì cô đã thích rồi. Nhưng mà có thêm cái chất mới đó là trehalose, thì đây là hai cái thành phần chính của cái power mask này mà mình nên dùng sau khi mình có thể dùng mỗi ngày, nhưng mà đặc biệt sau khi cái galvanic spa xong, hay là sau khi cái bên anh galvanic spa đó, là mình phải dùng cái này, rồi mình phải chạy cái máy galvanic spa với nó, đúng không? Thì nó là chạy số 5, đúng không? Còn nếu mà bên Mỹ đó thì không cần dùng với cái facial spa, mà mình chỉ đắp nó lên độ chừng mấy phút, có 5-10 phút mình để nó lên rồi mình lấy xuống thôi, khi nào nó khô khô thì mình lấy xuống nhá. Thì cái thành phần á, nó làm cho cô impress là cái thành phần hyaluronic acid hyaluronic á. Ok, thì cái công dụng của nó là gì quý vị? Là cái công dụng thứ nhất á, thì là nó là cái chất ẩm, nó giữ ẩm cực kỳ tốt cho mình nhá. Và nó duy trì, nó chống lại, nó là một cái rào cản để mà nó chống lại cái sự phá hoại của môi trường. Và cái thứ hai đó là nó tăng khả năng phục hồi, là tại vì nó cái chất hyaluronic acid, cô xin lỗi nhá. Wow, computer cô bị, ok, cô bị kẹt một chút. Rồi nó tăng cái khả năng phục hồi của da cho mình nhá. Và cái thứ ba là nó làm thôn lại cái da của mình. Và cái thứ tư á, là cái acid này nó có tác dụng là nó làm cho những cái anh nào mà bị nám, bị đồi mồi á, từ từ nó bị bớt đi nhá. Thành ra nó hỗ trợ cái bệnh nám và đồi mồi nữa quý vị. Và cái kế tiếp á, là những cái bạn nào mà bị mụn trứng cá đó, thì nó sẽ hỗ trợ, nó làm từ từ hết các cái mụn trứng cá của các bạn nhá. Thành ra nó hỗ trợ chống mụn nữa.
nha. Rồi cái thứ cái kế tiếp á, là nó giảm nếp nhăn, là tại vì nó cái tác dụng của nó giữ độ ẩm cực kỳ cao cho mình. Và sau đó, đó là cái công dụng kế tiếp của cái axit này đó là kích thích cái sự tái tạo tế bào da cho mình. Do đó, và cái cuối cùng đó là nó tạo cho cái clarity, tức là làm cho da mình, nếu mình dùng đó, thì cái da mình càng ngày càng sáng ra. Yeah. Thì do đó nó cũng hỗ trợ cái da nám, cái da đồi mồi là vì vậy. Rồi cái đó là cái công dụng của cái hyaluronic acid của cái Power Mask này. Còn cái chất thứ hai mà mình thích đó, mình impress đó, tức là mình để ý tới đó, mà mình cũng giật mình đó, là cái Trehalose. Thì Trehalose đánh bằng là T-R-E-H-A-L-O-S-E đó quý vị. Yeah. Mình đánh bằng tiếng Mỹ thì nó nhanh hơn, mình đánh bằng tiếng Việt Nam thì mình sẽ bị ngọt. Ok, thì cái tác dụng của nó là nó có tác dụng là nó giúp cho cái biểu bì da của mình giữ giữ lại cái chất ẩm, và nó tăng cái sự giữ ẩm của da, để cho da, nó bảo vệ cho da được nguyên vẹn và dẻo dai và ngập nước. Thành ra nếu mình dùng cái này thường xuyên lâu á, thì là cái chất Trehalose này nó bảo vệ cho cái cấu trúc của tế bào mà không có bị phá hủy bởi cái môi trường như là UV, môi trường lạnh quá hoặc là môi trường nóng quá, mình ở vùng nóng quá hoặc lạnh quá đó, thì cái chất Trehalose nó bảo vệ được hết, và nó bảo vệ được cái chống lại cái bức xạ của UV của mặt trời, bảo vệ chống lại ô nhiễm, bảo vệ chống lại khói hay là những cái chất kích thích. Thành ra các bạn mà làm trong ngành nail á, thì cũng nên dùng cái này thường xuyên, là tại vì nó bảo vệ chống lại những cái hóa chất độc hại đó, toxin của môi trường á. Thì cái đó là hai cái thành phần đặc biệt trong cái Power Mask này mà cô nghĩ là mình không có nên coi thường. Hả? Rồi Vinh có câu hỏi gì không sau cái phần này? Thì thường thường mà một cái mask như vậy thì công ty mình hay recommend là khuyến khích dùng bao nhiêu lần một tuần? Hình như là cô thì cô dùng khá thường xuyên, nhưng mà trong này là mỗi lần để lên là 10 cho tới 15 phút. Và không có nói ha. Không có nói là bao nhiêu lần một lần, nhưng mà cô thì cô dùng hiện giờ là cô dùng rất là nhiều loại mask, nhưng mà cái anh này thì cô dùng khoảng 2 lần một tuần. 2 lần một tuần. Có một người hỏi cô nhanh lẹ thôi là cái biết. Ủa? Không có xem. Ok. Trong cái rejuvenation gel lúc nãy đó, thì có một người hỏi rằng là cái đó mình xài xong rồi mình có cần phải rửa mặt lại không? Hay là dạ mình để có. Luôn? Dạ có. Công ty trong cái này nó hỏi, họ nói là để có 2 phút rồi rửa xuống. Nhưng mà cô là cô không để 2 phút, tại cô hay tiếc tiếc, cô cứ để nó lên rồi chừng nào mà khi nào mình chừng 5 phút 10 phút thì mình rửa xuống, rồi mình follow up, mình đi follow up là đi theo với cái bộ skin care hàng ngày đó, tức là mình vẫn bỏ cái cô bỏ cái tru phế vô, cô dùng cái hàng ngày của cô là sau khi ăn này xong mình rửa 5 phút 10 phút mình rửa mặt lại, rồi mình cho cái tru phế ha, rồi sau đó mình cho cái moisturizer vô, rồi mình cho cái foundation SPF là mình xong đó. Tức là mình đây vẫn... là bí quyết tại sao mà trong vòng năm mấy năm vừa rồi là cô nhìn trẻ hẳn ra, tức là cái gì cô cũng xài giống như là double dose hoặc là để lâu hơn, hoặc là không thiếu cái gì hết. Bình thường như vậy là một ngày cô dùng bao nhiêu viên True Face? Dạ cô True Face mình được dùng trên bàn tay nữa nè, thành ra cô có dùng trên đây, cô có dùng một viên trên một mỗi một ngày 2 lần, một viên trên mặt, một viên trên cổ, một viên cho hai bàn tay. Ok, là ngày 6 viên. Cái này hơi bị sang, Too Faced còn cho lên tay nữa không? Cô già có rồi, mình trẻ Vinh không cần overdose như vậy đâu, nhưng mà bạn nào hồi xưa lúc mà cô làm cho bệnh viện đòi nọ thì cô có dùng thời gian cũng như là sản phẩm gì để mà mình take care tới cái skin của mình không, hay là hồi xưa cô cũng chẳng quan tâm gì tới? Không, cô là esthetician các bạn, cô là esthetician hồi còn trẻ. Là cô trong thời gian mà cô còn trẻ đó là cô muốn mở tiệm nail, rồi cô đòi học nail. Để mà mở tiệm thì em vô học nail có một buổi sáng chạy, tại vì làm chảy máu cái tay người ta, cái cuticle. Cô chạy thì nhưng mà cô vẫn muốn mở tiệm nail, thì em cô nói là phải có bằng gì đó, thì cô mới lựa cái bằng mặt. Thì cô là esthetician 9 năm làm trong tiệm nail của em gái, mỗi cuối tuần thôi thì vô làm thêm để ấy. Thành ra cô là esthetician, thành ra do đó ngày xưa cô dùng Dermalogica. Và không ảnh nếu mà đó chỉ cả là professional nhá, cái skin care của dân ấy. Thành ra mặc dù vậy không có giúp đỡ gì cho cô cả, tại vì cái mặt cô lúc nào cũng rất là mệt mỏi, mặt nám đồi mồi đầy hết nhá. Thành ra trước khi dùng cái này đó là có dùng đứa mà nói chỉ cả nhá, rồi trước đó nữa có dùng Mary Kay, tức là cô cũng có để ý về da chút chút chứ phải không. Nhưng mà sau khi gặp New Skin thì là từ năm 2011 cho tới bây giờ là chăm chỉ là dùng
H-lock, chữ gì mà có H-lock là cô để ý liền, cô đọc liền nó có thành phần gì. Đại khái là như vậy. Thì các bạn biết rồi. Kế tiếp là cái này hả Vinh? Vinh còn hỏi cô hỏi gì về cái mặt nạ? Dạ không, cô nói luôn cái này luôn đi. Cô nói luôn cái này đó, luôn thì sau khi mà, vâng, thì sau khi cô làm xong cái máy facial spa của cô cho cái gel này lên rồi, rồi cô rửa mặt ha. Rửa mặt xuống thì cô lập tức cô lớp với cái này. Thì cái này nó là serum, hiểu không? Thì cái thành phần của cái này nó rất là nó cũng đơn giản thôi. Cái mà cô để ý là nó độc quyền mà có 102 mà trên tất cả toàn thế giới sản phẩm khác không có là cái Ethosin. Là Ethosin là clinically proven là promote firmness, tức là cô đọc cái đó thôi là cô hết sảy rồi, cô khoái quá rồi, hiểu không? Tức là có minh chứng lâm sàng á, là nó làm cho cái da mặt mình, cái mặt của mình được săn chắc trong thời gian với cái Ethosin nhá, theo thời gian nó promote mà, tức là nó hỗ trợ, phải không Vinh, hỗ trợ cái sự săn chắc của da mặt là nhờ cái Ethosin và độc quyền của New Skin và có bằng sáng chế độc quyền của New Skin ha. Mà ngoài ra đó trong cái viên hạt bạc này, cái trù phế này nó còn có một nguyên một cái mạng lưới của chất chống oxy hóa, một cái mạng lưới nhá, tức là không phải là một chất thôi mà nguyên một cái mạng lưới nhiều chất chống oxy hóa trong đó, mà để mà bảo vệ, để chống lại cái sự mất đi, cái sự tiêu hủy đi của elastin và collagen. Tại vì khi con người mình già đi, cái da mình tự nhiên cái elastin nó không còn sản xuất ra nữa, và collagen là hai cái thức ăn, hai cái thành phần cấu tạo của da mình tự nhiên giảm dần đi, da mình không còn khả năng được nữa, thành ra mình mới sệ xuống và mình mới nhăn đó. Và mặc cô những cái bước tích đó, nhưng mà nếu mà không có những sản phẩm như cô mình nữa đó, cô nói thật với Vinh là như vậy. Thì đó là cái thứ hai của cái sản phẩm này. Và cái thứ ba đó là H-Lock, cái công thức H-Lock độc quyền của New Skin. Và nó có tác dụng đó, là nó mục tiêu của nó đó là nó vô để nó thiết lập lại cái sự trẻ hóa của cái tế bào và đi vô cái DNA, là tại vì nó qua bằng cái gene clutter, tức là cái nhóm gene trẻ, gene clutter. Thì đó là ba cái thứ mà nó giúp cho trong cái này. Và công dụng của nó là nó giúp cho contour, là nó làm cho da mặt mình, nếu mà mình bị mập bị sẹo thì nó nâng lên, nó contour là như vậy. Và nó làm cho cái da more elasticity, là cái chất đàn hồi được săn chắc trở lại. Và do đó cái da mặt mình càng ngày càng nâng cơ lên và cái giấc nhăn nó biến mất đi. Nha quý vị. Nha. Cho cô chạy lên cô mở cửa. Rồi. Trong lúc mình đợi cô Hana trở lại. Rồi thì cái đó là cái True Fashion Ultra. Đúng rồi. Tức là trong thời gian coi như rầm rộ trong mấy năm nay đó, thì con cũng hay nghe người bên ngoài giống như TV quảng cáo về cái hai cái chất, nhưng mà chỉ có một cái chất duy nhất mà người ta rầm rộ hơn á, tức là cái chất collagen, là nó làm cho cái da mình sáng hơn. Nhưng mà đối với hai cái công cụ mà cô vừa giới thiệu vừa rồi, tức là cái máy Lumispa và cái cleansing gel của nó, có thể giúp cho tái tạo làn da mình mà tự được phát ra cái collagen. Và đồng thời cô vừa mới nói về vấn đề cái True Face Essence Ultra là tạo cái sự cũng như là đàn hồi cho da. Tức là bây giờ mình được vừa trẻ ra và sự đàn hồi của da của mình nó săn chắc lại, giống như là mình trẻ. Tức là giống như là một em bé mà mình nhìn vào cái mặt của nó và một người lớn tuổi, thì cái sự đàn hồi của da có sự khác biệt, giống như một sợi dây thun đã được giãn từ lâu. Nhưng mà ngoài ra đó, thì bây giờ nếu như dùng cả hai, tức là cái máy Lumispa và cái True Face, thì có thể giúp cái sự đàn hồi của da mình lại trở lại trẻ hơn, đúng không? Đúng rồi, tại vì qua cái sự chống lại cái sự mất đi, cái sự thoái hóa của collagen và elastin, mà nó tự động nó giảm, nó tự nhiên nó giảm đi với cái tuổi tác, với cái thời gian già của mình. Thì nếu mình dùng cái máy, cái bộ máy này với lại cái này á, thì nó chống lại cái sự mất, chống lại cái sự mất của cái collagen với lại cái elastin, là hai cái thành phần cấu trúc của da ha. Và đồng thời cái ethosin nó là nó promote, là nó hỗ trợ cái firmness, tức là mình dùng càng lâu á, thì cái da mình nó săn chắc lên, là qua cái ethosin trong cái True Face Essence Ultra. Rồi. Tức là sáng nay á, là cô giới thiệu so far, tức là từ có bốn cái dòng sản phẩm, mà hình như bốn dòng sản phẩm nó đều là cái cô ưa thích, bởi vì cái công nghệ gọi là H-Lock. Nhưng mà bây giờ là H-Lock thì đương nhiên đối với một người làm lâu như là mình thấy rằng là H-Lock không những là đưa về cho công ty hàng tỷ đồng với cái thương hiệu H-Lock với cái công nghệ này, nhưng mà bây giờ nếu như mà để so sánh ra ở bên ngoài thì đương nhiên người ta cũng dùng cái chữ gọi là anti-aging, là nó dùng rất nhiều.
Nhưng bây giờ đối với lại năm bốn cái dòng sản phẩm cô vừa nói, nó có những cái gel hay là những cái gì mà nó có công nghệ ASLOC trong đó đó, thì cô có thể cho biết rằng là bây giờ nếu như trong vòng vài ba phút, một người bình thường mình không nói về cái góc độ gọi là khoa học hay từ, nhưng mà nói về vấn đề là nếu như so sánh bốn cái sản phẩm vừa rồi với công nghệ ASLOC trong đó và so sánh những cái gì người ta bên ngoài, thì cô có thể dùng 3 phút 2 phút nói sơ về mà không có dùng từ khoa học được không? Tức là cho chẳng hạn như cho con đi, thì con nghe thì con biết là ngày mai con ra con gặp một người nào đó, con nói ok bốn cái dòng sản phẩm đó cái đặc sắc của nó, ngoài cái slot mình nói sơ sơ về vấn đề là cái sự khác biệt của New Skin với những công ty ngoài là cái gì, tức là dùng ngôn ngữ bình thường để nói đó. Science based product, tức là đây là cái khoa học mà dựa vào biểu hiện gen, đúng không? Khoa học ASLOC là dựa vào biểu hiện gen, và với cái biểu hiện gen á, là công cái nhờ cái khoa học của biểu hiện gen này mà cái gene của mình á, nó được, thay vì với cái tuổi tác và với thời gian mình già đi một cách tự nhiên, và mình nếu mình không dùng cái này đó thì mình sẽ già đi một cách tự nhiên, nhưng mà nhờ dùng những sản phẩm ASLOC này đó mà nó làm giảm lại cái sự già đi, mà ngoài ra nó còn có thể hỗ trợ cho mình trẻ ra hơn nha. Và up to, nghĩa là nó có thể là ngăn chặn cái sự lão hóa cho tới 93% qua những cái tài liệu mà cô đọc nha. Thì cái đó có hỗ trợ gì không? Cái đó là cái sự khác biệt, là nhờ cái khoa học của biểu hiện gen. Ngoài ngoài kia có bao nhiêu sản phẩm mà dựa vào khoa học của biểu hiện gen nha. Mà biểu hiện gen là gì? Nếu mà mình cho những cái gì mà tích cực, nếu mình cho đúng cái gì mà cơ thể mình cần, thì cái biểu hiện gen nhờ cái khoa học của biểu hiện gen á, mà nếu mà khoa học biểu hiện gen, tức là nếu mà cái gì mình cho vô người mình, bên ngoài hay bên trong, bên ngoài là spa lên, bên trong là ăn vô cũng vậy, nó là ASLOC đi, thì nếu mà không có ASLOC á, thì mình chỉ có mình không có thì mình đi xuống, cái biểu hiện gen của mình sẽ down regulated, tức là nó đi xuống, tức là da mình sẽ cơ bắp mình teo là bên trong, còn bên ngoài là da mình nhăn, không thể không thoát được, tại vì collagen sẽ bị thất thoát, giảm dần sự, da mình sẽ không sản xuất collagen, càng ngày càng già thì nó giảm bớt đi, và nó cũng giảm bớt cái sản xuất của cái elastin, và do đó mình cứ nhăn và mình dùng đi, bây giờ tập trung cho bên ngoài nè nhé. Còn nhờ cái sản phẩm mà từ nãy giờ mình trình bày bốn cái sản phẩm ASLOC á, thì da mình sẽ bớt nhăn và bớt dùng, và sẽ không những vậy mà còn săn chắc hơn đó. Bảo vệ chống cái sự mất cấu trúc của da đó là elastin và collagen, cái ấn tượng của cô là như vậy. Và không những vậy, nó tác dụng tích cực, tức là nó upregulated cái gene của mình, cái DNA của mình là nhờ cái root gene cluster đó. Đó, qua cái sản phẩm cuối cùng của cái này nhá. Thì Tức là mình có thể an toàn nói rằng là những sản phẩm mà gọi có ASLOC, có gọi cái ký hiệu logo ASLOC trong đó đó, thì mình có thể an toàn nói rằng là những dòng sản phẩm này đều được nghiên cứu từ cái tế bào gốc của mình, và đồng thời khi mà mình dùng sản phẩm đó thì nó có tác động chính vào cái tế bào gốc của mình, cái gen của mình đúng không? Cái biểu hiện và nó gen của làm mình đúng không? cái gen thay đổi tích cực Dạ, thay vì tức là từ nghiên xuống. cứu cũng dựa vào cái gen expression của con người, rồi đồng thời khi mình ra sản phẩm thì cũng tác động vào những cái gen đó để mà mình làm cho cái tích cực hơn cho những cái tế bào đó đúng không? Đúng rồi, thì cái biểu hiện gen nó Dạ. sẽ thay đổi tích cực thay vì thay đổi tiêu cực, do cái lão hóa mà không ai có thể tránh tránh khỏi, là mình sẽ già đi từng giây từng phút một. Nhưng mà nếu không có ASLOC á, là mình sẽ già đi thôi. Còn nếu mà nhờ có ASLOC, mình sẽ một là ngừng lại, hai là mình trẻ ra. Thật mà Và thật đây là sự lý do, không tại sao mà ông Dr. có. Chochen nói Dạ. là sanh lão bệnh tử là cái quá trình của con người đi qua, nhưng Đúng mà rồi. lão thì ông có thể thay đổi, tức là đây là những cái công nghệ ASLOC đưa ra để mà mình có thể là ngăn chặn hoặc là mình gọi là slow down, tức là mình làm cho cái quá trình lão hóa nó chậm lại. Con người chắc chắn phải già, nhưng mà Đúng quá trình lão hóa của mình có thể là già lâu hơn đúng không? rồi. Ừ. Đó là Thì nhờ bây cái giờ công cô nghệ có thể ASLOC. nói. Vâng, thì bây giờ Vinh vừa cho cô nhớ, sực nhớ một cái mà cô mới từ Việt Nam về, và cô ở Việt Nam một tháng, thì cô có gặp một số bạn bè cũ, thì tất cả những người bạn cùng tuổi với cô đó đều ngó ngó già hơn cô chừng 10 năm. Đó là tại vì họ không có ASLOC trong người. Nó chỉ có như vậy thôi. Ha. Thì cái mà đi ra ngoài đường mình nói sự khác biệt của mình là gì, là như vậy á. Là cái sản phẩm mình dùng bên trong bên ngoài nó đã tác động vô cái DNA của mình, và vì nó tác động vô cái DNA của mình mà cái biểu hiện gen của mình nó, thay vì nó làm cho mình già đi như bình thường, mình không bị già đi như bình thường mà mình có còn có hình như là khỏe ra, trẻ ra nữa nhá. Thì cái đó là cái đặc điểm của sản phẩm của mình là ASLOC, là khoa học của biểu hiện gen.
Rồi bây giờ ngoài cái slot ra đó thì bây giờ cô có thể cho một cái sản phẩm nào đó mà là cô dùng bình thường của công ty New Skin mà hoàn toàn không có liên quan gì tới slot, đương nhiên nó vẫn có sự độc đáo trong đó để mà cô gọi là dùng hàng ngày, thì sản phẩm nó là sản phẩm nào? Thì cái mà các bạn biết rồi, bây giờ là mùa đông ở bên này và đúng là cô là người già nữa, thì cái sản phẩm này nè quý vị, Baba Butter là không thể thiếu được, tới nỗi mà cô để trong xe một hộp, rồi cô để trong ví một hộp luôn, là tại vì phải có nhá. Tại vì không phải cái bên công ty Niskin mình á, là có những cái dòng không phải slot, nhưng mà cái thành phần toàn là thành phần tự nhiên, sản phẩm thiên nhiên và tự nhiên, tức là không có hóa chất. Mà cái này Baba Butter là nó là trái cây, mà nó là chiết xuất của cái trái ba bát quý vị, và cái thành phần của nó thôi, hóa chất không, cái tên hóa học không cần nói ra, nhưng mà là chiết xuất của cái ba bát trái cây. Và cái công dụng của cái chất trong cái trái ba bát này á, là một cái chất mà làm ẩm một cách cực kỳ khác thường hơn những cái chất bình thường khác, mà ngoài ra nó còn làm mềm da một cách tự nhiên, và do đó nó cải thiện cái làn da của mình, và nó giữ ẩm cái làn da lâu dài hơn những cái thứ khác. Thì cái đó là trong trong cái hộp này nó có ba thành phần, thì cái thành phần chính là ba bát là từ cái trái cây đó, còn cái thành phần thứ hai đó là shea butter quý vị, là cái hạt bơ của cái shea butter đó, không thì nó gọi là bơ mà hạt mỡ đó, thì nó cũng là đồng thời nó cũng là một cái chất làm mềm cực kỳ tốt, và nó giúp tăng cường chức năng và để mà bảo vệ da và để cho da đừng có bị mất độ ẩm. Và cái thành phần thứ ba ở trong cái hộp này đó quý vị, cũng làm cho cô giật mình đó, là cái dầu của cái hạt macadamia. Thì cái hạt macadamia nó có rất là nhiều axit béo, mà axit béo tốt mà mình ăn nó cũng tốt cho cơ thể mình, nhưng mà không ngờ nó cũng nằm ở trong này, và nó có chứa nhiều, và nhờ cái những cái chất axit béo này á, là nó là một cái loại dầu dưỡng ẩm mà gần giống như là cái dầu mà tiết ra một cách tự nhiên hồi mình còn trẻ, mà cái chân lông của mình nó hay cho ra cái dầu á, không thì cái dầu đó nó tương tự với cái dầu của hạt macadamia này, và do đó khi mình dùng mỗi ngày á thì nó hấp thụ qua da một cách dễ dàng, và do đó nó giúp nó duy trì cái chức năng chống chống mất nước của da. Thành ra đặc biệt tốt cho những cái người mà già và trẻ con á, bảo vệ cho đừng có bị khô da và bị nứt nẻ, không thì cái ích lợi của cái ba bát vector này là cung cấp và dưỡng ẩm cả ngày, làm cho da mình được mềm mại và do đó khỏe mạnh nữa, là tại vì nhờ nó chứa cái hàm lượng của cái chất chống oxy hóa rất là cao trong đây, và do đó nó thúc đẩy cái làn da ngoại trừ mềm mại khỏe mạnh mà nó còn săn chắc hơn nữa quý vị, và tăng cường, và vì vậy nó bảo vệ da rất là bảo vệ, là tại vì nó có nhiều chất chất chống oxy hóa trong này đó, thì do đó nó bảo vệ cái khả năng phục hồi của da theo thời gian, và đại khái nó là như vậy, và tốt cho tất cả mọi lứa tuổi. Thành ra cô không thể không 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 có dùng cái gì khác để giữ ẩm da bằng cái này bên ngoài, ok, và chính cô dùng mỗi ngày, và cô cảm giác như là nó ở trên người mình suốt ngày, mặc dù cho tới ngày hôm sau mình tắm, tại vì minh chứng là như vậy quý vị, cô bị té trong bồn tắm là tại vì cái hôm đó cô tham, cô để luôn dưới cái lòng bàn chân, thì nó ở trong cái lòng bàn chân, mình mang vớ mình mang giày mỗi ngày mình đi như vậy cả ngày quý vị, mà nó ở dưới lòng bàn chân mình, cho tới nỗi mà cô bước vô cái bồn tắm là cô bị trượt té. Thành ra cẩn thận, đừng có dùng dưới lòng bàn chân. Có nghĩa là minh chứng cho cô biết rằng cái chất này nó giữ cho cái, nó ở trên da mình chứ nó không có bị mất cả ngày hôm sau. Tức là 24 tiếng đồng hồ có thể giữ được cái sự bảo vệ được cái sự ẩm ướt trong cái da của mình để mà da mình khỏi khô. Tức là nếu mà các anh chị ở châu Âu cũng như là ở thị trường Mỹ bây giờ là vào mùa đông, thì mùa đông thì thường thường là mình tắm nước nóng nó đã làm cho cái da của mình nó đã khô, và đồng thời khi mình ra ngoài cái độ lạnh bên ngoài nó làm da mình cũng khô, thì những dòng sản phẩm này là những dòng sản phẩm mà hoàn toàn mình cần có cho mùa đông, đúng không? Vâng, cho cô thêm một cái điểm rất là quan trọng, các bạn nào ở Mỹ mà đi về Việt Nam mà hay là mình đi cắm trại mình bị mũi cắn, thì cái này chống mũi cắn cực kỳ tốt, nó vừa natural, nó không có hóa chất, các cái chất chống mũi cắn ngoài kia toàn là hóa chất không, mình xịt trên da là mình chỉ có chết thôi, và đặc biệt mình xịt lên trẻ con, trong nhà có trẻ con mình mua các cái chất chống mũi cắn ngoài kia mình xịt cho con mình là cũng khổ tụi con nít ha. Cái này là chống mũi cắn và chống sâu bọ cắn một cách rất là tự nhiên, biết là sao mình biết không bạn? Và tại vì cô đi về Việt Nam có một chuyến, cô đi về cô không đem theo là người cô là ghẻ không, trong vòng một tuần ở bên đó là ghẻ, là chân hai chân ghẻ không, hai tay ghẻ không, tại vì bị mũi cắn rồi gãi. Rồi cái chuyến này nè thì về thì nhớ đem theo, nhưng mà lại làm biếng,
chỉ bôi hai chân thôi và không bôi hai tay, thì cuối cùng cuối ngày thì hai cái tay bị muỗi cắn và hai chân hoàn toàn không sao hết. Thành ra cô mới thấy cái này là cực kỳ chống muỗi thật sự, không? Dạ. Thì cái đó là cái một cái thứ hai về Barbarotter mà vô cùng tốt mà quý vị nên có trong nhà. Đặc biệt là các bạn nào có trẻ con phải bảo vệ trẻ con, đừng có dùng bất cứ một cái loại lotion nào khác ngoại trừ Barbarotter. Rồi, thì cảm ơn cô đã cho sáng nay mình có 5 dòng sản phẩm, 4 dòng sản phẩm tùy 8 slot. Đương nhiên đối với cô là một người khoa học thì được thu hút bởi cái những cái công nghệ đằng phía sau lưng từ bởi cái gì cũng là nghiên cứu, và bây giờ đối với cô là trong mấy năm nay đã xài cái gì cũng có 8 slot, và khi mà công ty đưa ra 8 slot là cô có cái niềm tin sẵn rồi. Bởi vì cái gì cũng nghe gọi là nghiên cứu từ lâm sàng là đã chứng minh được từ tế bào, từ cái gene expression, cho nên là cô cũng giống như là một người đã gọi là hoàn toàn tin tưởng ở những công ty khác như Apple, là mỗi lần nó ra một cái sản phẩm gì mới mình hoàn toàn tin là nó sẽ tốt hơn. Thì đối với công ty New Skin, cứ mỗi lần New Skin vừa ra một sản phẩm gì mà có 8 slot thì cô hoàn toàn không thể thiếu, mà có thể là gọi là mong đợi để mà có thể là mình có thể dùng sự trải nghiệm cái sản phẩm đó trước. Thì trước khi mà mình end cái call thì không biết cô có một lời nhắn nhủ gì với những người nhà phân phối của mình, cũng như là những anh chị em ở châu Âu khắp nơi, cũng như là đông thì vấn đề ở Đông Nam Á của mình, về vấn đề những cái sản phẩm cô vừa giới thiệu, có một lời khuyên gì với mọi người, hay là mình nói chuyện với những người khác về những dòng sản phẩm này. Vâng, các bạn nhớ như vậy nè, các bạn nhớ là đây là những cái sản phẩm mà đằng sau cái sản phẩm này là 150 khoa học gia, không? Và trong đó có nhiều vị là có hai bằng, vừa là khoa học gia vừa là bác sĩ nữa, mình còn đòi hỏi gì nữa quý vị, còn cái gì nữa để mà không tin, phải không ạ? Và cái thứ hai đó là sản phẩm của mình là science based, botanical based. Cô nói tiếng Anh trước, cô nói tiếng Việt, là tại vì nếu mà cô dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt sai thì các bạn nào sửa lại dùng cho cô ha. Science based tức là khoa học của mình, sản phẩm của mình là dựa trên khoa học. Rồi cái sản phẩm mà botanical based tức là thiên nhiên, thực vật. Tức là nó còn bây giờ ông Dr. Cho Chang nói một câu mà cô mê tơi luôn hồi cái chuyến đi hội nghị vừa rồi ở San Diego, là New Skin bây giờ là beyond organic. Tức là trên bây giờ organic giờ cũng không bằng của mình nữa. Tại vì sao? Mình là có science ở trong cái sản phẩm của mình. Mình tất cả những sản phẩm của công ty New Skin là được lựa chọn một cách tinh khiết và natural, là thực vật. Nhưng mà ngoài ra cái thực vật đó không phải là trồng trọt vớ vẩn ngoài kia, mà có thể bị nhuộm bẩn bởi hóa chất, không có dùng fertilizer ngoài kia nữa, mà dùng dưới cái nguyên liệu làm cho những cái sản phẩm của công ty New Skin moving forward đó là được điều khiển nghiêm túc bởi 6 chất lượng của công ty, 6 six standard quality control, 6 điều khiển chất lượng của công ty, và do đó nó còn là tại vì organic ngoài kia cũng có những cái thứ organic mà người ta trồng, người ta cho cái fertilizer hay là người ta trồng. Nó là science based. Thành ra Dr. Cho Chang có nói câu mình luôn nhớ, và mình phải mỗi lần mình đi ra chiến trường mình nhớ là none of the bad, all of the good and none of the bad. Tức là tất cả những cái gì trong sản phẩm mình xài từ trong ra ngoài chỉ có hỗ trợ và làm cho cơ thể mình khỏe hơn hoặc là đẹp hơn thôi, và không có hóa chất độc hại. Thì cái đó là cái mình khuyên các bạn, và các bạn nên hãnh diện mà nói một cách không sợ hãi. Và ngoài ra đó, tất cả những sản phẩm A-Lock là kết quả ngay tại chỗ, cứ đi làm không phải làm chứng, demo, cứ đi demo, và cái máy cũng tại chỗ, cái ba bát butter cũng tại chỗ luôn, phải không? Thì minh chứng kết quả ngay tại chỗ mà. Thành ra mình nắm trong tay một cái sản phẩm mà mình không có nói nhiều, nó tự bán thôi, đó mà mình chỉ có minh chứng thôi. Rồi, cảm ơn cô đã cho tụi con cũng như là những anh chị em nhờ cái kiến thêm kiến thức về dòng sản phẩm, và cũng như là mình phải hãnh diện rằng là mình được đại diện một công ty có những dòng sản phẩm rất là độc đáo như vậy. Thì xin hẹn cô lại lần khác với những dòng sản phẩm khác. Tại vì càng ngày giống như mình nói là một ngày, hôm nay mình thâu lại thì các anh chị có cơ hội nghe lại 5 dòng sản phẩm của cô vừa rồi. Tại vì có những dòng sản phẩm về A-Slot cô giải thích có thể là nghe vài ba lần, may ra mình có thể là hiểu thêm. Ok rồi, cảm ơn cô và xin chào mọi người. Có vài anh chị hỏi nhưng mà hôm nay không phải là hỏi đáp về sản phẩm. Những ngày sau sẽ có những ngày cho các anh chị hỏi về vấn đề là cách dùng sản phẩm, hay là
nên dùng sản phẩm gì. Hôm nay cô chỉ nói về những dòng sản phẩm về khoa học, về cái đó thôi. Xin lỗi không trả lời hết những câu hỏi đó được. Rồi, cảm ơn các anh chị. Rồi, xin cảm ơn Linh và các bạn có mặt ở đây ngày hôm nay.